chia sẻ kinh nghiệm bơi dài, bơi lâu mà không bị chuột rút. Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thầy Chiến dạy bơi nha. Đầu tiên hãy nhớ bấm đăng ký kênh của Thầy Chiến để đón xem nhiều video thú vị khác ha. Rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ về kinh nghiệm bơi dài. Đó, bơi cự ly dài 5 km, 10 km, bơi lâu 2-3 tiếng, đó, thậm chí 4-5 tiếng mà không lo bị chuột rút ha. Thì trong video này là mình đưa các học trò của mình đi bơi ngoài sông Hồng á, đầu tháng 10 năm 2023 vừa rồi nè. Sau khi đã dạy bơi kỹ thuật ở trong bể xong thì mình sẽ có một buổi cho mọi người ra bơi ở sông Hồng. Đó, thì khi bơi ở ngoài sông, cái quan trọng, rất là quan trọng đó là các bạn phải trang bị cho bạn một cái phao như trong video ha. Trong trường hợp các bạn mệt quá thì các bạn có thể ôm phao để nghỉ ngơi một lát rồi các bạn mới bơi tiếp nha. Đó, đó là ôm phao. Các bạn nên tập ôm phao từ trong hồ bơi nha, bởi vì ôm phao này nó dễ bị trượt lắm. Các bạn ra sông các bạn tập thì nó sẽ hơi cập rập ha, hơi bỡ ngỡ. Thế nên hãy tập ôm phao ở trong hồ bơi trước rồi ra sông. Quay trở lại vấn đề bơi lâu, bơi dài mà không lo bị chuột rút thì có nhiều yếu tố nó làm cho các bạn bị chuột rút. Nhiệt độ nước lặn nè, khởi động không kỹ nè, và cơ thể của các bạn gọi là thiếu chất, hoặc là cơ thể của các bạn, cái sức chịu đựng của cơ thể các bạn nó có giới hạn ha. Thì để phòng tránh chuột rút, các bạn hãy chú ý những điều sau. Đầu tiên là kỹ thuật bơi của bạn nó phải tương đối tốt nè. Bơi kỹ thuật đúng á thì nó sẽ đỡ bị chuột rút hơn là các bạn bơi sai kỹ thuật. Bơi sai kỹ thuật các bạn dùng những cái nhóm cơ nó sai động tác, nó mất sức. Chính vì thế các bạn dễ bị chuột rút ha. Kỹ thuật là đúng đầu tiên. Cái thứ hai đó là phải khởi động thật kỹ trước khi đi bơi. Đó, các bạn xác định cái buổi hôm đó các bạn bơi dài, bơi xa thì các bạn phải khởi động thật kỹ tất cả các khớp trên cơ thể. Khởi động từ trên cổ, này, cổ tay, cổ chân, xoay eo, xoay hông, xoay háng, xoay đầu gối, mắt cá chân. Đó. Và nhiều động tác khác, vặn người, này, vặn lườn, đó, sườn gì đó, tùy cách gọi của bạn. Khởi động kỹ khoảng 10 đến 15 phút đến khi cơ thể của bạn nó nóng lên. Đó, nóng lên rồi, nó đã sẵn sàng rồi thì các bạn bơi nó mới hiệu quả và nó không bị chuột rút. Cũng giống như các bạn mà chạy xe máy, xe ô tô đúng không? Các bạn phải đề máy cho nó nóng nóng một xíu, 1-2 phút rồi các bạn mới bắt đầu chạy ha. Cho nhớt, cho nó bôi trơn các động cơ rồi các bạn mới bắt đầu chạy thì nó mới hiệu quả. Trong bơi cũng vậy. Đó, các bạn phải làm nóng cơ. Đó, để các cơ nó kích hoạt cái chế độ chuẩn bị chơi thể thao của mình ha. Tóm lại là phải khởi động thật kỹ, khởi động thật bài bản trước những buổi bơi. Cái thứ ba đó là chuẩn bị thể lực thật tốt. Thể lực thật tốt nó cũng tương đương với là tăng khả năng chịu đựng của các bạn. Có nghĩa là các bạn muốn bơi lâu, các bạn muốn bơi xa thì các bạn phải bơi thường xuyên cái đã. Chứ đùng một cái tự nhiên các bạn cả tháng trời rồi, hoặc là 2-3 tuần rồi các bạn không bơi, đùng cái các bạn đi bơi xa liền là không tốt nha. Mình lấy ví dụ đi, các bạn đặt mục tiêu là bơi 10 km trong một buổi liên tục ha. Thì các bạn trước đó một tuần hoặc là 3 ngày là các bạn phải có một lần bơi 5 km. Mà trước cái buổi bơi 5 km thì các bạn phải bơi 2 km trước. Đó, thì các bạn mới gọi là chuẩn bị thể lực và khả năng chịu đựng của cơ thể. Đó, các bạn mà bơi 2 km hoặc là 5 km còn chưa được thì sao mà các bạn bơi được 10 cây số, đúng không? Các bạn phải từng bước một. Đó, theo mình nghĩ là đầu tiên là các bạn bơi được vài trăm mét, 1-2 cây rồi thì các bạn sẽ bơi 2 cây liền mặt trước, sau đó các bạn 1 ngày 2 ngày sau gì đó thì các bạn tăng lên 5 cây, rồi nghỉ vài ngày rồi các bạn mới bơi 10 cây số ha. Như thế thì cơ thể của bạn nó sẽ tăng khả năng chịu đựng dần dần. Đó, nó sẽ thích nghi và nó tăng dần cái khả năng chịu đựng của bạn lên. Ngoài ra các bạn phải đi bơi thường xuyên để cơ thể nó thích nghi với môi trường nước, thích nghi với nhiệt độ của nước, và cơ thể nó quen với cái những tần suất hoạt động của bạn như vậy. Không cần phải một phát một rất lâu rồi các bạn không bơi mà cái buổi quay lại, cái buổi comeback của bạn, mà các bạn
một phát một bơi cả 2 tiếng đồng hồ thì cũng không nên. Các bạn tiếp cận từ từ thôi, ví dụ 45 phút trước đó, rồi mấy buổi sau các bạn hãy tăng lên 1 tiếng, rồi tăng lên 1 tiếng rưỡi. Đó ha. Đó là về chuẩn bị thể lực nè, tăng khả năng chịu đựng của cơ thể. Đó. Tiếp theo, để tránh bị chuột rút vào bỉa và bơi được lâu thì các bạn phải gọi là nạp năng lượng. Đó. Nạp năng lượng, ăn và uống ha. Ăn trước khi bơi. Đó, trước khi bơi rất quan trọng, đừng để bụng đói hoặc là để bụng no trước khi bơi. Đói hay no đều không tốt, mà mình phải ở cơ thể trạng thái là không đói không no. Nếu mà các bạn muốn ăn trước khi bơi thì phải ăn tối thiểu ít nhất 1 tiếng là 60 phút, tính từ cái thời điểm các bạn ăn xong á, chứ phải tính từ thời điểm bắt đầu ăn nha. Ví dụ các bạn là 12 giờ bơi thì các bạn 11 giờ là phải ăn xong rồi. Đó. Tốt nhất là 2 tiếng. 2 tiếng là tốt nhất, còn bèo lắm, tệ lắm thì cũng phải 1 tiếng đồng hồ ăn no trước khi bơi ha. Rồi. Khi đi bơi thì các bạn nên uống bổ sung các nước thể thao. Nước uống thể thao ví dụ như là Revive nè, Pocari nè, đó, những cái nước khoáng, điện giải, đó, thì uống những cái nước đó, nó sẽ hỗ trợ cho bạn đỡ bị chuột rút. Còn các bạn uống nước suối thì nó chỉ bù nước thôi, bù nước thôi. Còn các bạn hoạt động là tốn sức, tốn calo, tốn muối khoáng, thì các bạn phải bù những cái chất đó vô, thì cái khả năng bị chuột rút nó sẽ bị giảm lại, đó, nhớ nha. Rồi, thêm một điều nữa đó là mặc quần áo bơi dài tay nếu cần thiết. Tại vì có những cái thời điểm thời tiết lạnh, ví dụ như những tháng này nè, tháng cuối năm, thì Việt Nam, miền Bắc là rét luôn rồi chứ không phải lạnh. Còn ở miền Nam Sài Gòn thì nó cũng hơi lạnh lạnh, thì các bạn nên trang bị quần áo bơi nè. Đó, nếu có áo bơi thì càng tốt. Ai mà chịu lạnh kém thì mua luôn bộ wetsuit liền chân liền tay, cái độ vải nó dày, đó, nó giữ ấm cơ thể của bạn lâu hơn ha. Rồi, đó là chia sẻ về những điều cần thiết cũng như là kinh nghiệm để các bạn bơi được bền, bơi được lâu, bơi được xa mà không lo bị chuột rút ha. Tổng kết nhanh lại nè, khởi động thật kỹ nè, uống Pocari nè, đó, chuẩn bị thể lực trước buổi bơi dài nè, mặc áo ấm nè, đó, đó là những điều mà mình chia sẻ hôm nay. Đó, các bạn có thể tóm tắt lại, bình luận ở phía dưới ha, để mà dễ nhớ hơn. Còn nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì có thể cũng bình luận ở phía dưới và nhớ bấm đăng ký kênh của thầy Chiến để học thêm nhiều kiến thức thú vị về bơi. Chúc cho tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn bơi tốt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau với những chủ đề thú vị hơn các bạn nhé.